Chào mừng anh em thân thiết của Minh Phụ Music tại showroom 347 Điện Biên Phủ. Ngay lúc này đây, bạn nhân viên đang mang chiếc siêu phẩm organ mới nhất của nhà Kidman G360 cùng phụ kiện ra xe để bắt đầu lên đường đến với chủ khách hàng thân thiết tại quận 4. Nào, chúng ta hãy cùng bắt đầu video nhé. Vào 14 giờ chiều dưới ánh nắng vàng, con đường Điện Biên Phủ trở nên nhộn nhịp với dòng người qua lại tấp nập. Đến nhà chú rồi anh em ơi, đợi team mang đồ nghề lên lầu đã nhé. Cây đàn với thiết kế thùng cứng cáp và trọng lượng chỉ hơn 5 kg thuận lợi để các bạn mang đi lắp đặt ở mọi vị trí trong nhà. Đến lúc khui thùng K360 rồi, thùng đàn được mở ra. Đầu tiên sẽ là giá nhạc màu đen nhám và sách hướng dẫn sử dụng. Còn đây là nhân vật chính, organ Kidman K360 được bọc ni lông phủ toàn bộ giúp cho đàn tránh bụi và hai mút xốp ở hai đầu đàn để tránh va đập khi vận chuyển. Anh em à, lưu ý nhỏ cho mình là adapter sẽ ở trong miếng xốp nhé. Các bạn nhớ kiểm tra kỹ nha. Chiếc keyboard được mang ra, anh em hãy cùng nhìn ngắm và chắc hẳn cũng có những suy nghĩ riêng với sự yêu thích dành cho siêu phẩm này rồi đúng không? Đến lúc khám phá kỹ hơn rồi, tìm hiểu tất cả mọi thứ về Kidman K360 cùng với mình nhé. Đang sở hữu màu xanh xám navy tạo nên vẻ đẹp lịch lãm vô cùng sang trọng, kiểu dáng hiện đại, thiết kế nhỏ gọn phù hợp mọi không gian của người chơi. 61 phím đàn trên K360 với 5 cấp độ cảm ứng và một chế độ off được hãng cải tiến, độ phản hồi cực kỳ ấn tượng, nắp xoay màu đen cùng dải sáng led ấn tượng, tiện lợi cho người chơi dọn điệu và tiếng nhanh chóng. Kidman cho bạn luyến lấy âm sắc, màn hình LCD LED 4 inch hiển thị rõ thông tin bài nhạc dành cho người chơi. Nút chức năng bố trí khoa học giúp người chơi mới dễ dàng làm quen với đàn. Thư viện âm thanh khổng lồ vô cùng chất lượng lên đến 740 tiếng, 128 polyphony, sở hữu bộ style siêu khủng lên đến 390 điệu, trong đó có 150 điệu mở rộng được cài theo lựa chọn của chính người chơi, 160 bài hát được cài sẵn. Đặc biệt nhất chính là bộ hai loa công suất 20W đem đến người chơi âm thanh đầy lôi cuốn. Kidman K360 luôn được update liên tục, những bộ Samler mới cực hot trên thị trường. Organ Kidman K360 trang bị 6 cổng kết nối với cổng nguồn 12V, cổng mic, cổng aux in kết nối âm thanh vào đàn, cổng phone để xuất âm thanh ra loa, cổng kết nối pedal, cổng USB để cài đặt truyền dữ liệu vào đàn. Ngoài ra khi mua siêu phẩm K360, các bạn lại còn nhận được bảo hành 24 tháng, một đổi một trong vòng 7 ngày, giao hàng miễn phí toàn quốc, trả góp với lãi suất 0%, quà tặng cực hấp dẫn cho anh em mua. Kidman K360 sẽ là 3 phần đàn đen cứng cáp, chân đàn đôi bằng sắt đầy chắc chắn, gắt phone chuyển đổi áp 300W sang 6.5. Các bạn ơi, bóc siêu với chú nhé. Ngoài bóc siêu thì anh em hãy cùng chú thử tất cả mọi chức năng trên chiếc organ siêu hot này, từ thao tác chọn tiếng điệu, cách dùng băng tiếng và quan trọng nhất chính là kiểm tra độ nhạy trên 61 phím đàn. Vậy là buổi giao đàn Kidman K360 đến với chú khách hàng thân thiết tại quận 4 đã hoàn tất. Anh em ơi, cùng mình về showroom tiếp tục công việc cuối ngày thôi nào. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy dành tặng cho Minh Phụng những nút like nè, subscribe và bật chuông thông báo để theo dõi những video sắp tới của tụi mình nhé. Để tham quan và trải nghiệm các mẫu organ yêu thích, các bạn hãy ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.